Chào mọi người, hôm nay là lên tiếp cái người một lô máy. Thì lô máy này ra đủ tất cả các loại luôn nha mọi người. Từ những máy cổ nè, của Đức, của Pháp, của Mỹ, đến những con máy nè, động cơ đá như Daiwa Milongmax nè, máy đề cao như Daiwa CTS nè, CTS 2004, Abu, Daiwa Kit, Shimano. Rồi, để sắp vô cụ thể từng máy cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗ nhấn ship lên á thì đem về cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Từng máy mọi người xem. Thì đầu tiên sẽ vô một cặp nha mọi người. Cặp này xem như bán với giá thanh lý nha. Đây là cặp Daiwa của hãng Revolt. Hàng Revolt. Thì đây là một con 2004, hàng này của China xuất Nhật. Và con này nó lỗi một cái là nó quay nó kêu kịch nè. Đó. Đó, quay kêu kịch. Đó. Để gì thì im. Đó. Quay kêu kịch nha. Và con này thì nó xấu. Đó, con này xấu. Quay thì tương đối mượt nè. Đó, im lành ngon lành nha. Đó. Quay mượt mà. Thì mọi chức năng hai cái này và cộng bình thường có con này nó quay kêu kịch thôi. Đó. Rồi, giá công khai của cặp này. Cặp này giá công khai là 300 nha mọi người. Đó, 300. Cho anh em nào về thì lấy xác cái này chuyển qua cái này, không phải chuyển qua chuyển lại nó cho anh em thầy thợ nhé. Rồi, giá 300 cặp này. Tiếp theo máy số 2 nha mọi người. Máy số 2 lên cho mọi người một con máy Daiwa Truman. Một con Daiwa Truman hàng của Nhật nha mọi người. Đây Daiwa Truman. Một hàng khá là xịn nha, hàng đẳng cấp của Nhật. Thì con này 2500 mA, xây chuẩn của nó cũng là 2500 luôn nha mọi người. Cước 2 được 250m nè. Đó. Thì tổng thể ngoại hình nó có xây sát nè, xây sát rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà đổi lên theo hoạt động tương đối bình thường đó. Không lỗi làm gì hết, không sượng không gì. Đó. Nó cước ok. Đa phần những cái này nó mạ kim loại á, nó dễ rất là dễ chạy. Đây. Cái gánh này cũng là kim loại nha mọi người, nó chạy nha. Đó. Nhưng mà con lăn cước thì còn đẹp nha mọi người. Yên tâm. Thì con này giá công khai 600k nha mọi người, 600k. Bị lỗi cái này à. Cái này nó phá 2 triệu được nha. Thôi, giảm giá luôn. Con là 500k nha mọi người. Đó, 500k cộng ship con máy số 2. Thế là tiếp người một con máy số 3. Thì máy số 3 là một con máy Shimano LF. Đó. Thì con này cũng khá là hiếm, đây là một dòng LF 1000. Đó. Nó có xe sát đây tí nè. Xe sát đây tí nữa. Đó. Nói chung dạng xuất dâm ha, không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động nha. Tổng thể nhìn máy còn khá là sáng nha mọi người. Đây, đó. Thì xe 1000 này về cho anh em là cột tôm, đó, lua suối. Và anh em thích dạng đánh cảm giác, đánh cá chê, cá chép dịch vụ rất ok nhá. Thì con LF này được sản xuất tại Malaysia. Máy thì hoạt động rất là mượt nha mọi người. Đó. Không còn nhiều hoạt động về mượt nữa, rất là mượt luôn. Đó. Mới ok, về tới ok, phá dính. Con lăn cũng còn tương đối đẹp nè. Đó. Thì con này 1000 thì cước 1.5 á, giờ được 130m. Bê số 0.8 á, giờ được 240m nha mọi người. Đó. Hoạt động rất là mượt mà nhé. Rồi, giá công khai máy số 3. Giá 1.2 nha mọi người, 1.2 cộng ship máy số 3. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 bán quậy, một con máy LF 2000. Và thông số con này đi bay mất này. Đó. Mobile cũng kêu khá ok nè. Đó. Có nút châm dầu đầy đủ nè. Tổng thể ngoại hình thì còn tương đối sáng nha. Đó. Thì đây một dòng máy Shimano LF được sản xuất tại Malaysia. Đó. Thì con này 2000 thì cước số 2 sẽ được 150m các người. Cước số 2 sẽ được 150m. Tổng thể ngoại hình còn tương đối ok. Đó. Được chỉ có bị mất cái tem thôi, mất cái thông số thôi. Đó. Máy hoạt động đấy, êm mượt nhá. Đó. Cực kỳ mượt mà. Đó. Pha dính. Có nút châm dầu đàng hoàng cho mọi người nhé. Quay ngược ok, quay tới ok. Đó. Mượt mà. Đây cước ok. Rồi giá số 2, giá là 1.1 mọi người, 1.1 cộng ship nha, máy số 2, máy số 4, 1.1 cộng ship. Tiếp theo máy số 5 vẫn vậy, một con máy LF,
Thì đây là một con máy LF C3000. Đây, máy có xuất sát cái quyền này nè, xe sát nhá. Máy xe sát thì bán em xe sát. Đây chỗ này cũng vậy, nó xe sát một tí. Máy vẫn cổ sản xuất của Malay. Ngoại hình đây, còn tương đối nhìn cũng còn tương đối ok, trừ những điểm xe sát cái này. Phần mà gom cũng còn rất là bóng nhá. Nút châm dầu đầy đủ, con lăng cũng sáng đẹp. Nút châm dầu đầy đủ. Thì đây một con máy C3000, dòng máy body. Thì cước số 3 sẽ được 150m, cước số 2, bè số 2 sẽ được 180m nha. Máy thì hoạt động đây, rất là mượt, khỏi cần bàn, trả ngược ok. Rồi giá công khai máy số 5, giá 1.2 triệu người, 1.2 triệu cộng ship máy số 5. Tiếp theo máy số 6, máy số 6 thì còn hợp nha mọi người, máy số 6 còn hợp. Đây là một con máy số 8 Shimano LF 6000. Thì con 6000 này thì về cho anh em nào dạng giống như câu câu lăng xê. Nếu anh em mà tay to một tí mà thích đánh lóc gừng mà lóc bạo lực á, câu nhá thiệt á, thì lấy em này về, câu cũng rất ok nhá. Thì con này có ratio của nó là 4.6.1. Nó nặng là 370g, 3 mặt đạn. Đây thông số cước của nó nhé, cước số 6 như được 150m. Be thì be số 4 sẽ được 220m nha mọi người. Máy được sản xuất tại Malaysia, xuất cho thị trường Nhật nhé. Đó. Thì con này ngoại hình ở đây cũng còn tương đối ok. Đó. Xấu thì không xấu mà đẹp thì không đẹp nhé. Đây, một bên đẹp nè. Đó. Con lăng ok nè. Nó có xây xước dâm chỗ này một tí nè. Đó. Với con máy 6000 này thì anh em về câu đăng xe, câu cha, câu chép, câu ngâm mà thả ra luôn. Anh em có thể câu lục cũng được. Đó. Đất thì đẹp nhưng mà đuôi này thì đẹp. Máy của Malay sản xuất, hoạt động thì mượt mà rồi. Đó. Không lỗi lầm nhé. Động mượt mà. Về ngược ok. Đó. Về tới ok. Rất là mượt nha mọi người. Mình bên sống. Máy cước ok. Rồi giá công khai máy số 6, giá 1.3 triệu luôn nha mọi người, 1.3 triệu máy số 6. Tiếp theo máy số 7, máy số 7 sẽ lên cho mọi người vẫn một con máy Shimano LF. Đó, con này màu bạc nhé. Đây, đây một con máy LF C5000. Đó, dòng máy body C5000. Thì 5000 thì cước số 5 sẽ được 150m. Đó. Cước B số 2 sẽ được là 320m nhé. Đây, máy cũng còn rất là đẹp. Quảng có xuất dâm cái này một tí nè, đó. Máy còn được sản xuất của Malay. Đó. Máy còn tương đối sáng nha mọi người, máy sáng. Lăng ok nè, đó. Malay sản xuất, có viên đẹp, con lăng cũng ok. Đó. Máy thì hoạt động trên đó mượt rồi. Đó. Thì C5000 này anh em về có thể câu lóc. Đó, câu lóc, câu lóc còn nha thiệt, thả ga luôn. Không thì anh em có thể câu ngâm. Đó. Hoạt động rất là mượt nha người, cái máy. Ba dính, ta dính nha, mặt bàn cho người về đủ, một viên sống. Rồi giá công khai mã số 7, giá 1.3 triệu luôn nha mọi người, 1.3 triệu cộng ship máy số 7. Tiếp theo sẽ là máy số 8. Thì máy số 8 lên cho người là một con máy Shimano. Thì đây một con máy Shimano Bio Master. Đó. Shimano Bio Master 2500S. Thì cái chữ S ở phía sau này của máy Shimano nó ký hiệu là có nông nha mọi người. Đó. Thì đây là một con máy có nông nè. Đó. Và con máy này được sản xuất tại Nhật nha mọi người. Mercedes-Benz. Đây, đó. Thì tổng thể ngoại hình con này thì có xây xác nha mọi người, xây xác. Và con này shop bán với giá dạng cũng như xem như thanh lý rồi, đây xây xác nè. Đó. Thì con này anh em về nè, thích hợp cho anh em lô lóc, lô chẽm nè, câu hanh, câu cháp, câu iso. Đó. Xe sáng một tí,
con lăng thì cũng còn tương đối đẹp nè, hoạt động thì tương đối ok đó. Chân chu nhé, hoạt động thì dạng chân chu nè đó, phá dính nè đó, hoạt động ok nha mọi người. Mua bên trong thì con này có hỗ trợ mặt nạ cối nha mọi người đó, thì cứ ok. Thì đây thông số của nó đây, con này BE số 1 sử dụng được 110m nha mọi người, BE số 1 sử dụng 110m. Rồi giả công thang mã số số mấy ta, số 8, giá 1.200.000 người, 1.200.000 cộng ship máy số 8. Tiếp theo vẫn vậy, vẫn là một con máy của Shimano. Mã số 9 thì đây là một con máy của Shimano Twin Power. Đó. Đây Shimano Twin Power 2000, thì máy 2000 thì cước số 2 sẽ được 150m. Và tổng thể máy có xây sát nè, đó, xây sát nhé, đây xây sát cho mọi người đó, cho lần cái này cũng vậy, có xây sát nè đó. Nhưng mà đổi lại thì cái dòng tin này nè, hoạt động rất là bền mọi người, bền và rất là trâu nhé, bền và trâu. Ngoại hình tổng thể xây sát nhưng mà cõi còn ok nè đó, không bị lòi lẫm cho nào hết đó, cũng có bị gạch ten chỗ cái lớp mạ cho một tí thôi đó, không ảnh hưởng gì nhé. Thì hoạt động thì mượt mà rồi đó, quay không biết khi nào mới dừng luôn đó, rất là mượt mọi người, yên tâm về cái độ hoạt động của máy đó. Phá một chiều đầy đủ nha, phá dính phá dính nha, được ok nè đó, rất là mượt mà nha mọi người, đây siêu mượt luôn đó. Mua bên là mua sống nếu cứ ok. Rồi giả công khai mã số 9, giá 1.400.000 nhé, 1.400.000 cộng ship máy chú tính. Con này anh em về lua lóc lua chẻ mà còn gì bằng nữa đó, rất là khỏe nhé. Tiếp theo con máy số 10, máy số 10 lên cho mọi người là một con máy Daiwa Luiad. Thì con này là con hàng của Nhật mọi người, hàng Luiad của Nhật sản xuất Mercedes-Benz. Cõi này là cõi nông mọi người, đây một con 2506 cõi nông đó. Thì với thông số cước thì cước BE 0.8 sẽ được 120 đến 140m mọi người đó. Máy thì hoạt động rất là mượt rồi đó. Dòng Luiad thì khỏi bàn, dòng đẳng cấp của Nhật đó, rất là mượt nhé. Mua bên là có 5 nè, có 5 đẩy cước đập khá là lớn nha mọi người, có lăng cước còn khá là đẹp, tổng thể ngoại hình còn tương đối ok. Đẹp nha mọi người, tổng thể hoàn toàn ok, máy hoạt động chân chung mượt mà, và cái thông số của nó thì nó sẽ bị bay màu hết nha mọi người, đó, bay màu sẽ như hết luôn đó. Đây thì con này thích hợp anh em về đôi lốc lô chẻm nhé, câu ISO câu hanh câu chấp. Giá con khai máy số 10, giá 1.500.000 mọi người, 1.500.000 cộng ship máy số 10. Tiếp theo sẽ là máy số 11. Máy số 1 lên cho mọi người là một con máy Daiwa Kit 2000 đó, một con 2000 Daiwa Kit. Thì đây là một con máy được sản xuất tại Thái Lan nè, đó, Thái Lan. Máy cũng còn tương đối ok mọi người, đẹp nhất. Có xe sát vài điểm thôi. Vì đây là một con máy 2000 thì cước số 2 sẽ được 150m mọi người. Đó, cước số 2 sẽ được 150m. Ô bin còn đẹp. Đó. Con lăng còn sáng nè. Thì anh em mua máy này thì quan trọng con lăng này, nó còn sáng bóng thế này thì ra dây vô dây thì nó không bị ăn dây cắn dây của anh em. Đó. Có xe sát cái này một tí nè, xe cho này sát cái này tí nữa, bên đây cũng vậy, xe sát một tí nha mọi người. Thì con này được độ hai nấm nè, nấm bên đây màu xanh nè, bên đây màu xanh nhá, cái này nấm bên đây màu xanh và tay bên đây màu xanh cho hợp gu nha mọi người. Đó. Con này con kích farm, máy hoạt động chân chua rất là mượt nha mọi người. Dòng kit thì anh em khỏi bàn về cái hoạt động của nó, phá hai chiều đàng hoàng nhé, quay ngược ok nè, quay tới ok nè. Thì con này thì anh em thích hợp về cho anh em lua lóc lua chẻm nhé, anh em câu chép câu cá chê dịch vụ thì để con này cũng đánh rất là phê nhé, rất là khỏe.
Rồi giá con khăn mãi số mùa 1 giá 1.500.000 người, 1.500.000 cộng ship nha, mã số 1. Tiếp theo mã số 12, mã số 12 vẫn vậy, vẫn là một con máy Daiwa Kit. Thì đây là một con máy Daiwa Kit Kadiga 3000. Đây, dòng kit Kadiga 3000. Bộ pin sáng nha mọi người, bộ pin sáng nè. Và con này tổng thể thì ngoại hình nó rất là xuất sắc luôn. Trước ra một tí nè, đây một sáng bóng nè, để xước một tí. Thì con này thì xước này tí nữa, hoạt động thì nó dạng tương đối ha, chứ không phải là im bực nha người, nó có độ gơ nhất định luôn người. Đó, anh em nào thầy thợ thì anh em về thay mở bò nhớ vô lại nhé, cũng như có độ gơ nhất định nhé, nó không dạng không phải chân chu lắm, anh em về anh em câu cũng tương đối ok đó. Về đánh lóc thì anh em đánh lóc câu ngâm thì ok nha mọi người, nó độ cọ nhông nhẹ nè, nó vẫn độ chân chu thì mượt mà thì vẫn có nhá. Rồi bạn với giá thanh lý giá 1.400.000 người, mã số 12 giá 1.400.000, một con máy đẹp đó. Giờ anh em vui dầu nhất lại. Tiếp theo mã số 13, máy 13 lên tiếp người quẳng một con máy Daiwa Kit nhé, rất là mượt nha mọi người, rất là mượt. Thì đây là một con Daiwa Kit Farm 3500 và con kit này được sản xuất tại Nhật nha mọi người. Đây main Japan, con lăng ok đẹp nè, tổng thể của hình thì có xe xác cái này tí nè, cái này tí nữa tiếp đứt một tí nữa đó. Rồi tổng thể ok hết, bộ pin là bộ pin sống nè, hoạt động thì rất là mượt đây, hoạt động chân chu em mượt nhá, quay mượt ok nè đó, quay tới ok nè, phá dính pha dính nè, quay cước ok. Với con máy 3500 này thì nó có xây tương đương ra tầm khoảng 4-5.000 Shimano nha mọi người, cước số 4 đi được 1-200m, cước số 5 đi được 150m. Để xây 5.000 thì anh em loại này anh em có đánh lóc gừng, đánh giá thiệt nhé. Thôi anh em cầu ngâm đó, cầu ngâm cột trà cột chép thả ra. Rồi giá công khai mãi số 13, giá là 2.000.000 người, 2.000.000 mãi số 13, giá cực kỳ ok nhé. Tiếp theo lên tiếp người mà một con máy của Daiwa. Đây, đây một con máy Daiwa Paradis. Một dòng đời cao của dòng máy Dis nha, dòng đời cao của dòng máy Kit mọi người. Một con đời cao của dòng máy Kit. Đây, một con Daiwa Paradis được sản xuất tại Thái Lan. Được sản xuất tại Nhật mọi người. Được sản xuất tại Nhật. Đây, tay quay gan dặn nè. Đó. Dặn giờ máy còn tương đối ok nha người, máy tương đối ok, nó có xe xác cái này một tí nè, con lăng thì đẹp này, con lăng đẹp khỏi bàn. Thì đây một con máy Daiwa Paradis 3000, cước BE số 2 á, vô được 250m nhé, cước số 3 sẽ vô được 200m, cước số 4 vô được 150m. Con này xe chuẩn là 4000 nha mọi người, xe chuẩn 4000 Shimano, máy thì hoạt động rất lắm luôn đó, cực kỳ ấm. Anh em nào lua lóc đánh giá thật thì đánh con này, lua gần đánh rất là bền nhé, quả khóa một chiều rồi ngon lành nữa rồi, quay ngược ok, quay tở ok đó, rất là mượt nha. Con này thì cốt thì cũng như Daiwa Kit á, dòng cao của hãng Kit mà. Đó. Động đây. Đó, mượt mà nhá. Rồi, giá công khai mã số 14, giá cũng vậy, giá 2.000.000 người, giá 2.000.000 mã số 14. Mã có xe xác ít nhá. Mã có xe xác nha mọi người. Nó gõ. Thì anh em cần thì bảo mình chụp hình cận cảnh là từng mã giúp người xem nhé. Rồi, tiếp theo lên trên. Tiếp theo lên đây.
mãi số 16 thì mãi 16 sẽ lên cho mọi người là một con mãi của Shimano. Thì đây là một con mãi của Shimano Biomaster. Đó. Thì con Biomaster 4000 đời 2008 và tai quen gang gọn nha mọi người. Đó. Đời những đời cuối cùng được sản xuất tại Nhật. Đây, Biomaster 4000 hàng Saben. Đời 2008. Tay quay gian quặng, nút châm dầu đầy đủ nhé. Với những cái đời này nó hoạt động mượt lắm, rất cực kỳ mượt. Đây, trơn tru nhé, rất là mượt, im thì thầm luôn á. Và con máy 4000 thì cước số 4 sẽ được 150m nữa rồi, cước số 4 sẽ được 150m. Nếu BE thì anh em đánh BE số 2 sẽ được 270m nhé. Đó, bộ pin sóng lấy cước ok nè mọi người. Đó, hàng của Nhật, hoạt động thì mượt mà ra, hoạt động rất là mượt. Đó, phá một chiều ngon lành, quay ngược ok, quay tới ok. Thì con máy này ngót xe sát nè. Đó, máy xe sát thì mình bản mình bảo xe sát nè. Đó, thì anh em nào mà không quan trọng ngoại hình á, anh em cước em này quay đánh cực kỳ khỏe nha. Đây, xe sát nè mọi người. Đó, xe sát nè một ít nữa. Biomaster xe sát cái này. Đó, thì máy xe sát thì anh em quay kỹ cho mọi người xem những chỗ xe sát nhé. Rồi, giá công khai máy số 16 giá là 1.900.000 luôn mọi người. 1.900.000 nhé, 1.900.000 cộng xếp, máy cực kỳ ok. À, về đánh ngon lành nhé. Tiếp theo mã số 17. 17 lên cho mọi người là một con máy của Shimano. Thì đây một con Shimano Ultegra 4000 HG. Vì HG thì dòng tua nó ra tầm khoảng 5.8 thôi, 5.8. Và con máy được sản xuất tại Nhật. Đó, đây là đời cuối cùng của hãng của Ultegra được sản xuất tại Nhật nè. Đó, đời 2010. Đó. Đây Mercedes-Benz. À, con này cũng còn tương đối ok, có xe sát một ít điểm thôi. Đây, xe sát cái này một tí nè. Đó, hàng còn lại ok nha mọi người. Thì 4000 thì cước số 4 sẽ được 150m nha mọi người. Đó, cước số 4 sẽ được 150m. Và BE thì anh em đánh BE số 2 chỉ được 270m nhé. Ultegra tổng thể ngoại hình còn ok. Và đặc biệt con này được độ nấm cho mọi người luôn nha mọi người, được một cái nấm độ đây, khá là xịn nha. Nấm độ này theo máy quay cực kỳ mượt nha mọi người. Đó, xịn sò, máy thì hoạt động rất là êm này. Đó, êm máy nha mọi người. Đó, êm không lỗi luôn, mượt cực kỳ mượt. Đó, anh em nào và lô lóc đánh con này rất là êm nha. Pha dính, pha dính nè, quay ngược nè. Đó, cực kỳ mượt mà luôn. Rồi, giá công khai mãi số 17 giá 2.200.000 người, 2.200.000 chân mãi số 17, một con máy được sản xuất tại Nhật. Đó, tiếp theo máy số 18 lên cho mọi người một con Daiwa CTS. Thì đây một con Daiwa CTS còn hợp nha mọi người, còn hợp luôn. Đó, được sản xuất tại Nhật. Thì đây là một con Daiwa CTS 2004, phụ kiện đi theo kèm là túi nè, sách hướng dẫn. Đó, thì hãng CTS hãng khá nổi tiếng rồi. Hãng Daiwa, dòng Daiwa CTS này khá nổi tiếng rồi, được sản xuất tại Nhật nhé. Và đây thông số của nó, con này ratio của nó là 4.8.1, nặng là 225g, mass drag của nó là 2kg. Và BE 0.8 sẽ được 80m người, BE 0.6 vô 100m. Và con này chạy là 10 mặt đạn nhé, 10 còn 1 mặt đạn. Dòng CTS Custom. Đây, tiếng mô bên nghe cũng rất là đã nhé. Nhưng mà con này có xây sát thôi, xây sát tương đối nhiều. Đây, xây sát nha mọi người, xây sát nhiều nhé.
của Nhật. Con này anh em mua thì báo mình chụp hình cận cảnh lại liền nha. Nói chung là xe sát nhưng mà cái quyền dành này nè, nó không xước là ok. Hoạt động nè, im máy lại ngon lành đó. Đó, hoạt động im máy nha mọi người, ngon lành. Và dính pha dính nhá, im mượt nha mọi người, gió là im luôn. Rồi giá công khai máy số 18, giá 1.800.000 nha mọi người, 18 giá 1.800.000. Tiếp theo qua đây, đây là những con máy của Abu và đây qua. Tiếp theo là con máy Abu, thì đây là một dòng máy Abu Super, đó, dòng đề cao nha mọi người. Ta quay ngang quặng nè, Abu Super. Và con này còn tuổi luôn. Thì những dòng Abu đề cao như vậy nè, nó được sản xuất tại China hết nha mọi người, China. Nhưng mà thị trường họ xuất thì họ sẽ xuất cho Nhật nè, đó, Mỹ nè, Anh nè. Đó. Đây. Đó, tất cả các nước. Thì con này mình lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Thì con này có mặt đạn của nó là 5 mặt đạn nè, đó. Và radio của nó là 6.2.1. Nặng là 265 kg, nặng là 265 gram, mắt gấp của nó là 5 kg. Và con này BE số 2 của nó sẽ được là 220m người. Đó, BE số 2 sẽ được 220m. Và con này có xe tương đương ra tầm khoảng 3.000-4.000 Shimano nhé. Đó, ra tầm khoảng 3.500 Shimano. Đó, máy thì hoạt động rất là mượt người, đá 1 triệu ok. Máy hoạt động rất mượt. Thì con này dạng hàng xuôi, hàng mà hàng trưng bày á, mình lấy hàng trưng bày về. Đây, rất là mới nha, mô bình nè, rất là đẹp luôn. Rồi, giá công khai mãi số 19, giá 1.500.000 người, 1.500.000 cộng ship. Cái quay nấm tròn, đẹp nhé. Tiếp theo mãi 20, thì 20 thì mình cũng đã lên nhiều clip rồi, mình lấy được lô này về. Tiếp theo nè, thì ở đây một con máy Abu Cardinal thế hệ 3. Thì con này nó là 2.500 nha mọi người, xe tương đương 2.500 luôn, cước số 2.5 chỉ được 150m nè. Đó, thì con này chạy 3 mặt đạn, gà tiêu của nó là 5.8.1. và con máy này là máy hàng trưng bày nha mọi người, hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Và nó sẽ có cước đi theo kèm luôn nè, nó cước đi theo kèm luôn. Đây, bốn mặt đạn người. Bè của nó là bè số 2 chứa được 150m luôn nha mọi người. Đó, bè số 2 chứa được 150m luôn. Máy thì hoạt động rất là ok à, mượt mà nhá. Thì con máy là hàng trưng bày. Đó, con bình sóng, máy cứ ok. Đó, con này thì có bản bài cho anh em về câu bú, câu chẽm thì anh em câu rất là mượt nhá, rất là im luôn, tiếng gắt nghe rất là đã nè, đẩy cứ ok. Rồi, giá công khai mãi số 20, giá 700 người, 700k cộng ship máy 20. Tiếp theo 21 lên tiếp người quẳng một con Abu Cardinal, thì con này 5.000. Đó, 5.000, nhưng mà con này nếu xét ra xây của nó thì xây ra tầm khoảng 6.000 nha mọi người. Đó, cước số 6 là 150m nè. Đó, và bè số 3 sẽ được là 240m. Con này chỉ cũng 4 mặt đạn, gà tiêu của nó là 4.8.1. máy thì máy mới, máy hàng trưng bày. Đó, con em này về dạng câu ngâm thả ga luôn. Đó, câu ngâm thôi anh em câu lóc thiệt á, con nhái thật. Đó, con lóc hoạt động rất là mượt nhá, tay quay nấm tròn mượt mà nha mọi người. Giá công khai mãi số 21, giá 800 rồi, 800 cộng ship máy 21. Tiếp theo mãi 22 lên tiếp người muộn là một con máy hàng trưng bày, thì đây một con máy của Daiwa. Đó, Daiwa Bituner chạy rất nhanh. Đó, quay tự động nha.
quay được các bạn tự tự đập nè, hoạt động im mượt nhá, phá một chiều hoạt động im ok, quay ngược ok, quay tới ok, mượt mà. Thì loại hàng trưng bày thì máy còn rất là mới nha mọi người, full tuổi full hợp luôn, hàng China sản xuất, bên nghe cũng rất là lạ nha mọi người, và hợp đến đây. Con này nó nặng, gato của nó là 5.1.1, nặng là 320g, mát gắt của nó là 6kg nha. Và con này chạy là 3 mặt đạn. Thì bê số 1.5 á, siêu lực 200m, dây neon số 3 siêu lực 150m nha. Xe tương đương đã tầm khoảng 3.000 Shimano. Và con này còn túi còn hộp cách hướng dẫn nha. Rồi, giá công khai mã số 22, giá 1.2 nha mọi người, 1.2 mã số 22. Đây con mã số 23. Thì 23 lên cho người một con máy tay qua Cetec. Thì dòng Cetec này các bạn có tiếng nha mọi người. Một dòng đời cao cấp của Daiwa. Thì con này còn đóng đền nè, túi nè, sách hướng dẫn, đó, đủ phụ kiện nhé. Và con này còn hợp luôn. Đó. Thì đây, đây một con Daiwa Cetec 2508 và con này đời là 2013 nha mọi người. Đó. Với Daiwa thì đời nó sẽ đời trên hộp như thế này, đó, đời 2013. Và con này gatio của nó là 4.8.1, nặng là 240g, tải mát của nó là mát rắc của nó là 7kg nha mọi người, mát rắc 7kg. Và con này chạy là 10.1 mặt đạn nha mọi người. Thì một dòng tô của máy này sẽ thu được là 72cm nè, đó, gọi đây thông số tải dây. Thì bê số 1 sẽ được là 120m, bê 0.8 là 150m nhé. Con này anh em về câu lóc câu chẽm nhé, ISO câu trên bè cũng được, đó, rất là được. Ok. Thì đây, nó đây, đó, một con máy hàng còn khá là đẹp, một con máy hàng dùng lướt thôi, đó. Qua được độ nấm là nấm RCS nè, đó, nấm rất là xịn nha mọi người, đó. Hàng của Nhật sản xuất, đây. Thì con này có mặt siêu nè, đó, kháng nước biển nhá, đó, công nghệ mặt siêu của Daiwa. Kháng muối, máy còn rất là đẹp nha mọi người. Đây. Máy rất chi là đẹp luôn. Viên ở đây cực kỳ ok ha, con lăn đẹp luôn. Quay đánh giá nhìn sơ bộ thì con này nó ra tầm khoảng 95% người, đó, ra tầm khoảng 95%, máy thì hoạt động êm mượt đây, đó. Quá những đây rất là êm nhá, ok nè, đập tô rất là mượt luôn, đó, nhẹ nhàng. Một chiều ngon lành nha, hoạt động chân chu nè, để kế bên người nghe luôn. Thì con này giá công khai 3.8 triệu người, 3.8 triệu cộng ship. Mã số 23, tiếp theo mã số 24 vẫn vậy, vẫn một con Daiwa Cetec. Thì con này đời là 2016 và đây một con Daiwa Cetec 2508 BE. Và con này bê số 0.8 á, sẽ được một bê 0.8 như là 150m, bê số 1 sẽ được 120m nhé. Và nó đây đó. Nhưng mà máy này xây sát người, bán với giá em nghe tâm lý đây, đó. Chốc lớp sơn mạ nè, đó, ở trên máy nè, đứt sức một ít, ở đây sức một ít nè. Thì phần còn lại ok, nó không có xây xát như nhiều, cổi thì đẹp nha mọi người, cổi nó thì đẹp. Đây thì nó xây xát một lít nữa nè, đó. Con lăn ok, vẫn lăn bình thường nha mọi người, lăn mượt mà luôn á. Tổng thể nhìn anh em cứ nhìn thế này thì máy cũng còn rất là ok, ngoài cái phần này bị xây xát chốc sơn một tí. Thì anh em có thể chốt thì báo mình chụp hình cận cảnh lại từng chỗ sai sát cho người xem nhé.
máy thì hoạt động thì em shop bao hoạt động mười nhé, hoạt động rất là mượt nhé. Đó, hoạt động thì shop sẽ bao hoạt động mọi người. Còn bên trong đây cứ ok nhé, máy hoạt động bên mượt mọi người, ok nè, rất là mượt nha mọi người. Bên tới ok. Rồi, giá công khai máy số 24, giá 2.8 người, 2.8 máy số 24. Tiếp theo qua đây là những con máy dạng cho anh em câu ngâm, đánh bạo lực nhé. Tiếp theo máy số 25. 25 lên cho mọi người một con máy của Shimano. Đó. Thì đây một dòng Shimano Association SW6000HG. Thì dòng SW này thì nó ký hiệu là kháng muối nha mọi người, kháng muối, kháng nước biển. HG thì dòng tô của nó là 5.8 người, HG dòng tô của nó ra tập khoảng 5.8. Và con này 6000 thì cứ số 6 với được 160 m. Đó. Với BE số 4 sẽ được là 210 m, BE số 3 sẽ được là 300 m. Và tay quay con này là tay quay gang quặng nha mọi người. Đó. Đây quay thì anh em nhìn khá là chắc đây, đó, chắc khừ luôn, đấm tròn, đấm zin Shimano, đó, đấm rất là xịn nhá. Hàng này được sản xuất tại Malaysia nha mọi người, hàng được sản xuất tại Malaysia. Tổng thể ngoại hình thì con này ra tầm khoảng 95-93% nhá, xước con tay một tí nè, đó, phần còn lại ok hết luôn, đó, rất là đẹp. Máy rất là đẹp nha. Con này anh em là về câu tra dịch vụ rất êm luôn, câu cá tra dịch vụ, câu ngâm, câu đăng xê, anh thân em câu dứt biển cũng rất là chắc nha, máy kháng muối mà hoạt động thì mượt mà không lỗi, ngược ok. Đó. Quay tới ok, rất là êm nhé, phá một chiều ok hết nha mọi người, hoạt động mượt mà. Rồi, giá công khai máy số 25, giá là 2.2 nha mọi người, 2.2 máy số 25. Tiếp theo máy số 26 lên cho người quản quẹt một con máy Shimano Association 8000. 8000 BG. Thì dòng BG thì dòng tô chậm nha mọi người, dòng tô nó tầm khoảng 4.8 thôi nha, 4.8 5 chấm thôi. Và con này BG thì chuyên về cho nên là cẩu cá nha, cẩu cá. Và 8000 thì cước số 8 chứ được là 160 m. Be thì anh em có thể câu be số 4 như được 300 m nè, be số 5 sẽ được là 250 m. Con lăng con này cũng còn đẹp nè. Và máy được sản xuất tại Malaysia. Đó. Máy ngoại hình còn tương đối sáng thôi. Đó. Tương đối sáng nha, rất là sáng luôn. Xay xé cái này một chí nè, xước lông mèo nè. Đó, giờ trong quá trình vận chuyển bên đây thì đẹp đây. Đó. Đó. Những con máy đẹp thế này nè thì bên Nhật á họ rất ít câu luôn, nên cái độ bền và độ gơ bánh nhanh, độ gơ của bánh răng á cũng còn tương đối. Đó. Anh em về câu thì thả ra yên tâm, máy thì hoạt động rất là mượt rồi. Đó. Lắc tay quay thôi, lắc nó cũng quay đây nè. Đó. Đó. Rất là mượt nha mọi người. Đó. Tay quay là tay quay gan quặng nhé, độ gơ nó rất là đẹp mượt nhé, ABS phá đầy đủ nha mọi người, thay dính nhé, hoạt động chân chu rồi, khỏi bàn. Rồi giá công khai máy số 26, giá là 2.3 người, 2.3 máy số 26. Tiếp theo máy số 27, thì 27 quán quẹt vẫn là một con máy Association 8000. Mà dòng này dòng HG nhé, dòng HG tu nhanh 5.8. Thì thông số cũng vậy thôi, cước số 8 sẽ được là 160 m. Cước be thì be số 4 sẽ được 300 m, be số 5 sẽ được 250 m. Máy thì hoạt động đẹp, máy hoạt động im mượt, ngoại hình đẹp, ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% nhé. Đây rất là đẹp, đẹp khỏi phải bàn, khỏi phải chê luôn. 8000. Đó. Assistant 8000. Đây.
đẹp nha người. Đó. Cả hoàng đất trên này cũng đẹp nha. Con lăng thì ok, khởi ban. Máy thì hoạt động chân tru nè. Rất là mượt nha người. Đây này. Đó. Rất chi là mượt. Đây. Mượt mà nha. Rồi giá công khai máy số 27, giá là 2.3 nha người, 2.3 mã số 27. Tiếp theo máy số 28. 28 vẫn vậy, vẫn một con máy chuyên về cho anh em có bạo lực tàu cá. Và đây là một dòng máy của Daiwa. Thì đây một con Daiwa Super Tournament. Đó. Dòng máy S nha người, Super Tournament S. Và con này chạy là 11 mặt đạn nha người, 11 mặt đạn. Đó. Và máy này sẽ tương đương tầm khoảng 8.000, cước số 8 thì được là 150m, cước số 7 vô được 170m, cước số 6 thì được 200m. Mô bên là mô bên sống nha, còn rất là đẹp. Đó. Con máy tour mình còn rất là đẹp luôn. Đó. Dòng này đẹp thế này thì còn rất là hiếm đây. Mô bên đẹp nha người, hỏi nhìn nó đây. Đó. Đẹp và sạch nhé, có xây sát cái này một tí nè. Đó. Đây qua Super Truman còn lăng trợ lực nè, rất là đẹp luôn, hàng của Nhật sản xuất, máy hoạt động là chân tru rồi. Đó. Bao lõi nhé, mấy con này hoạt động bao lõi với mọi người luôn. Đó. Thì những con máy ngoại hình còn rất là mình đẹp thế này nè, thì muốn nó lỗi cũng rất là khó nhé. Động chân chu nha mọi người. Rồi giá con khang máy số 28, giá 2.000.000 người, 2.000.000 28, chuyên về cho anh em câu bạo lực câu đá nhé. Tiếp theo con máy số 29 chuyển qua cho mọi người tới hàng Mỹ nha mọi người. Đây là một con máy Ben, một con máy Ben cổ nha mọi người, Ben cổ. Đây, bên hàng của Mỹ nha mọi người. Đó, bên suit này. Mua bên là mua bên sẵn nè. Đó. Con lăng thì quẳng lăng nha mọi người. Tuy hàng cổ nhưng mà con lăng thì quẳng lăng nha. Đó, shop thì rất là kỹ cái phần con lăng này cho mọi người. Thì mò cối trong nó bị oxy hóa một ít nè. Đây, cối oxy hóa một ít nè. Đó. Với con này thì xác xây nó tương đương ra tầm khoảng 10.000 lắm rồi, xây tương đương ra tầm khoảng 10.000. Một con máy bên Mỹ, thì máy này đặc biệt là chỉ quay tay phải trái thôi những người, cầm tay phải và quay tay trái nha, máy gõ mọi người vậy, máy thì hoạt động rất là mượt rồi. Nhông của con này thì ở trong nó toàn là đồng thau nè, nhông nó cực kỳ chắc, anh em câu mà bình thường thì tầm khoảng 10-20 năm nữa chưa ảnh hưởng gì máy nhé. Những con máy này tương đối lâu rồi, tầm khoảng 5-60 năm rồi. Đó. Còn ngoại hình thế này thì còn rất là xuất sắc rồi. Đó. Ngoại hình đẹp luôn rồi. Theo máy cổ thì ngoại hình con này thì cũng tương đối đẹp rồi. Nó có việc xây sát chóc sơn nha, thời gian nè. Đó. Chóc nó một tí nè, do chỗ này gắn máy nè. Rồi. Giá công khai máy 29, giá 1.500.000 người, 1.500.000 cộng ship máy số 29 nha, một con máy Ben cổ. Đó, tương đối đẹp. Thì lên đây, bên đây vẫn là những con máy nò đồng có đá. Thuộc dạng máy cổ rồi. Thì ở đây một con máy của Taiyo. Đó, một con Taiyo. Cho nên nào sưu tầm những con máy của Nhật, những con máy hàng hiếm thì đây. Đây một con máy Taiyo, hàng của Nhật nhé. Đây. Thông số của nó đây. Đó. Nó GTO của nó là 1.4 4.8.1. Tải mát là tải từ 10 đến 18 kg nè, nó nặng là 480 g. Vì con này cước số 6 sẽ được là 230m, cước số 5 sẽ được là 280m, xe tương đương tầm khoảng 7.000. Đó, đây được xe tương đương 7.000. Thì con này hộp nó còn mới nè, đó, nó còn túi luôn nè, túi tay vô luôn nè. Đó. Đây. Còn sách hướng dẫn. Đó. Con này về cho anh em sưu tầm nhé. Hàng của Nhật sản xuất nha mọi người, Mercedes-Benz nè.
máy còn rất là mới. Đó, dạng này hạn trưng bày kìa, máy còn rất là mới nè. Đó, con này, mấy con này thì anh em nào sưu tầm thì ok. Nó với hoạt động thì nó sẽ không hơn những con máy mới bây giờ đâu. Đó, nhưng giá trị thời gian, giá trị sưu tầm nó thì xứng đáng. Ốc của nó là chưa mở luôn nha mọi người, đây ốc chưa mở luôn. Đó, tay quay thì nguyên zin hết, về hoạt động thì nó cũng ok. Đó, đó, cái gỗ ok, người tới ok, mô bên là mô bên sống vậy cứ ok. Đó, rồi giá công khai máy số 30, giá 700 rồi, 700k cộng ship bé 30. Tiếp theo 31 lên tiếp người một con máy cũng dạng là đồng có đá. Đây, đây là một con máy Daiwa Milonmax GX 9000. Nó con chạy này ba mặt đạn nè, tối đây với con những con máy mà cổ thế này thì ngoại hình thế này thì cũng được tương đối là đẹp này. Để cắt xây xác cái này tí nè, xíu cái này một tí, giờ lấy lên lấy xuống nè. Đó, con lăng thì đẹp mọi người, vẫn lăng nhá, vẫn lăng bình thường. Ốc thì nguyên zin, tem thì đầy đủ hết nhá. Mô bình ở đây, tiếng nghe rất là ác nha, rất là ok luôn. Mô bình còn tương đối đẹp nha mọi người, tem đầy đủ, ngoại hình tương đối ok, hoạt động thì êm mượt đây, những con này hoạt động rất ok nhá. Ok nè, về tở ok nè. Con này thì thích hợp về cho nên nào dạng câu bông lau nè, đó, câu dầu đếm, câu đáy, câu biển, đó, đánh câu ngâm. Với thông số cước thì cước con này cước số 20 sẽ được 125m, cước số 18 thì được 140m nha. Cước số 16 được 170m. Đó, một máy đánh bạo lực. Hàng giờ cũng còn rất là hiếm nha mọi người. Rồi, giá con khan máy số 31, giá là 1.800.000 người, 1.800.000 cộng ship máy số 31. Tiếp theo máy 32. 32 vẫn vậy, vẫn là một con máy của Nhật sản xuất. Hàng này của Nhật nha mọi người, Mercedes-Benz, một con máy của Olympic. Đây, Olympic. Có cái này. Có bị gạch tên cái này một tí nè. Đó. Có inox nha mọi người. Đây cái này tí, nhìn tổng thể còn rất ok ha. Đó, thì con này cước số 10 sẽ được 175m, cước số 8 sẽ được 220m. Con này sẽ tương đương là khoảng 9.000-10.000. Đó, con này về cho anh em là coi bao lực nhé. Tổng thể máy còn đẹp nhưng mà với con máy cổ thế này thì còn đẹp này, hoạt động thì mượt mà nhé. Tay dính, tay dính nè, nó hoạt động mượt mà. Cái này thì này thích hợp cho anh em nào câu ngâm, cái cạo cá, câu bạo lực, câu mà anh em tiết cho mấy con máy mà đời cao á, tải trị nặng á, thì lấy mấy con này ra câu để gu luôn. Đó, rồi giá công khai máy số 32, giá là 850k người, 850k máy số 32. Tiếp theo qua đây là đèn mã số 33. 33 lên trăm người là một con máy Ben. Thì con máy Ben này của Mỹ và nó mắc tem hết đây. Đó, con máy Ben này mắc tem hết trơn này. Đây. Mắc tem hết. Đèn mắc tem bên đây. Nấm được độ. Con hàng của Mỹ ơi. Metric Ain nè. Đó. Cổ thì nó bị oxy quá. Có bộ siêu hóa này hả, để cước thì cũng ok, tay quay gan vặn, tay quay zin hoạt động, đây hoạt động ok rồi. Cái đầu nó bị lắc một tí nè, đó anh em về câu thì ok, vô chì nặng kéo lên thì nó vẫn chì lên nha mọi người. Đó, những con này hoạt động thì không còn gọi là im mượt, nó gọi là gơ một tí à,
Đó. Máy gơ thì mình bảo máy gơ cho mọi người. Đó. Con lăn thì quẳng lăn nhé. Con này anh em là về con ngâm là thả ra. Đó. Anh em làm máy sát cũng được. Một con bên Mỹ, giá công khai mã số 33, giá là 750k rồi, 750k mã số 33. Tiếp theo mã số 34. Thì 34 lên cho người một con máy cũng vậy, một con máy của Mỹ sản xuất. Đây. Đây. Mặc em sửa đây nè, đó. Một con bên 4500 ATS và con này nó có xe tương đương ra tầm khoảng xe tương đương ra tầm khoảng 5000 Shimano nhé, 5000 Shimano. Cổng thì còn đẹp nè. Đó. Ngon lành ha. Con lăn thì lăn bình thường nè. Đó. Ngoại hình thì tương đối đẹp nè mọi người. Ừ. Tương đối đẹp. Nó bị mắc cái tem này thôi. Nó bị chỉ mắc cái tem này. Và tổng thì chân chu rồi, không lỗi lầm nhé. Pha dính nè, hoạt động ok. Mượt mà. Con này anh em về câu ngâm mà dạng câu cha, câu chép, câu lăn xe thả gà luôn. Cầu rất là khỏe nha. Những con máy này cầu rất là khỏe, hàng của Mỹ mà. Đó. Rồi, giá công khai mã số 34, giá 1.3 người, 1.3 một con 34 của Mỹ. Tiếp theo là con máy số 35. 35 sẽ lên cho mọi người một con máy hàng của Đức, một con Dramwit. Đó. Made in Germany. Đó. Đây, đó, một con máy hàng của Đức. Của bên sóng. Con máy này chỉ quay tay phải, tay trái thôi nha mọi người, chỉ quay tay trái thôi. Máy thì hoạt động ok nè. Đó. Nói chung thì con máy này em đảm bảo hoạt động nó rất là mượt luôn. Độ gơ nó thì không có luôn. Đó. Cái cò đánh kêu lên thế này cũng rất là hay nè. Đó, đánh vào nó kêu nè. Đó. Đó là đọc nha. Thì con máy này có xe tương đương tầm khoảng 4.000-5.000 Shimano. Đó. Và con này anh em nào về thì lua lóc cũng được. Lua lóc con ngâm này rất êm. Anh em để sưu tầm. Đó. Một con máy đâm đứt. Rồi, giá công khai mã số 35, giá là 850k, 850k cộng ship một con máy của Đức. Tiếp theo máy 36, 36 lên trong người một con máy của Pháp, một con Michelin. Thì có một đây một con Michelin 300. Đó. Hàng Frank của Pháp sản xuất cho người. Đó. Này là một con máy cổ. Nhông của con 300 này thì là nhông nhiều lớp người. Hai ba lớp nó chồng lên nhau nhìn rất là đã luôn. Nó có miếng gòn màu đỏ đỏ nữa nè. Bộ bên là bộ bên sống nhé. Con lăn đây đang ok không người, vẫn lăn nha. Lăn zin của nó luôn nha mọi người. Cái lê đó là từ bạc nha mọi người. Cái là từ bạc và tổng là chân châu à. Đó ok. Quay được ok. Quay tới ok. Đó. Những con này lua lóc cũng rất là êm luôn. Đó, vì dòng tua chậm á, lua lì thế này nè, nhưng mà rất là khỏe nha. Rồi, giá công khai mã số 36, giá là 750k. Tiếp theo lên đây là cuối cùng ba con hàng của Pháp. Tiếp theo là con mã số 36. Tiếp theo là con mã số 36 rồi. Con này là một con máy 38 nha mọi người, 38. Đây là con máy của đây là con máy của Michelin nha mọi người, Michelin. Michelin 303. Thì 303 là dòng tay phải nha mọi người, dòng tay phải. Đó, và tổng ok. Ok nè, người tới ok. Và con này được sản xuất của Pháp, sản xuất Mercedes. Con tay phải nha người. Đó. Con này vẫn có cái động cơ. À, con này thì để shop bao kỳ lại nhé. Cái này thì phải vệ sinh nữa rồi.
tiếp theo bên đây đi, 39 39 40 39 là một con mi trên 302 302 dòng tay trái nha, dòng tay trái hoạt động mượt mà. Cái này anh em đánh lóc trừng á, thả ra luôn hoạt động rất là mượt nhé. Ta về từ bạc này thì ngoại hình con tương đối mới nè, main friend ngoại hình con toàn tương đối mới nha mọi người. Đó đây máy cổ bên thì nó bị xiết dây một tí nè, không ảnh hưởng gì, hoạt động chân chu là ok rồi. Giá công khai máy số 39, giá 1.400.000 rồi, 1.400.000 máy 39. Tiếp theo con cuối cùng, con máy Cento. Thì đây một con Cento của Pháp sản xuất. Đó. Cento dạ anh em bảo Cento sừng trâu nè. Đó. Một trọn chân châu nhé, một trọn chân châu. Nên được ok, quay tới ok. Đó. Cale nè. Đó. Quay nè, nó quay tự bật nè. Rất là bản nha, Cento, Cento Pháp, tem ở đây, đó, xe sát đây một tí, con này anh em nào về cầu lóc nhá, cầu lóc, cầu ngâm, đó. Dạng này anh em chuyên đi săn hàng, đó. Cho mấy cao thủ xuyên đi săn hàng, máy hoạt động chân chu nha mọi người, bữa bên là quay ok, rồi giá công khai mãi số 40, giá là 1.900.000 rồi, 1.900.000 cộng xếp máy 40. Rồi, đó tổng cộng 40 con máy lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể để shop số điện thoại shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.